Xin chào bạn, quay trở lại với trận đấu Phoenix. Trận này mình sẽ thêm đôi lưu chuyển đi rừng như bao lần khác không? Yudu đã xuống ganh rồi. Mà lúc lui về nha. Mà lúc không đủ đâu. Mít sao đứng im này, mít AK. Mít đứng im này. Chơi đi, đang tới này. Đấu chơi đi. Không phải lại luôn, mít AK rồi này. Mít đứng im rồi các bạn ơi. Buồn hết. Chơi một trận thua sớm, một trận này liệu còn có AK nữa không? Đứng im này. Rơi này. Ăn rồng luôn, thật luôn. Đây này, con Peraka này. Chẳng này sao chưa? Nó có hai đứa, bình tĩnh nào. Nó hết sắp hết ulti này. Trận này nhiều máu thì không thể dám ăn trong tiên ulti cho vừa. Vừa ra trận này AK quá rồi. Vừa ra có lính nhiều quá. Bỏ đường hay là thọt. Các bạn thấy thọt khá là nhiều. Đến từ vị trí của mid. Như các bạn dễ nghe hơn bởi vì nói các bạn trong game các bạn cảm thích tắt cái này vừa fan nữa rồi. Outplay đối thủ Quillen. Quillen đang cố là ăn, nghĩ là ăn được rồi nên buông bỏ. Tiếp tục mình sẽ đánh Phoenix thì tiếp những cái mục tiêu rồi không nào. Thì suốt ngày phí thế. Chủ lực nó phí mạnh quá. Chủ lực hiện tại là 1-3 rồi. Ăn trụ luôn gấu ấy. Ăn trụ được nha. Chơi luôn. Quá tốt. Ăn đẩy thêm cái trụ nữa.
lấy được cái chuỗi bit này, lấy được chuỗi bit này, đẩy nhanh được lấy được chuỗi bit đấy, lấy được chuỗi bit, lấy được chuỗi bit. Nó đang ăn blue mình này. Công an, công an, công an. Cao nhất. Thì mình tiếp tục mình ăn rừng rồi, đội ăn hết rừng rồi, cũng vừa đỏ làm cái này rất đông quân rồi, cũng là đánh trên này, đánh trên này, đánh trên này. Sẽ tăng tốc độ ăn rừng với khả năng ăn rừng nhanh như thế này. Thank you.
Bạn có thích sức điều chỉnh không? Bán cái giày thì bây giờ có mét chạy rất nhanh. Tiến lên giờ bỏ đêm này. Mình ăn con rồng bóng đêm mình xem nó như nào nhé. Con rồng này trâu quá. Trần hơi căng ấy. Của mình là thực sự căng. Nhẹ nhàng, nhưng mà đẩy sẽ trụ rất là nhẹ nhàng, bởi vì hắn ăn con rồng bóng đêm, trận lúc combat mình luôn sầm mặt luôn, thật sự quá là khó khi mình lật kèo.